Yo, hello, what's up chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Chào anh em game loạn đấu vũ trụ như mình đây, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước video cho anh em xem video vẻ đầu video nhấn xuống like và một subscriber cũng channel phát triển nha của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình săn cốt quà sự kiện mới của game loạn đấu vũ trụ anh em, và đặc biệt cùng nhau chốt hạ ngày 3 lô top ở bên server mới anh em, server 65. Thôi mà vậy đấu xí. Rồi, ok. Rồi, lượm quà các bạn rồi. Tình hình hiện tại khá là ban căng các bạn. Sổ sưu tập hiện tại thì tôi đang đứng tận top 4 các bạn. Đây, phút cuối nhiều anh em bùng nổ lắm. Không biết mình có bùng nổ kịp không các bạn. Võ đạo thì bên này cũng rớt các bạn. Võ đạo tăng top 2. Mà ba top 1 hiện tại thì đã lên được 2m2 lực chiến các bạn. Rất là ban căng luôn. Ok, lên này tối nay sẽ bùng ngựa luôn anh em nhá. Bùng ngựa xem tới đâu. Trước mắt check VIP xem nào. Ui, cũng chưa đủ bạn, đặc quyền VIP tôi cũng chưa lên được anh em. Rồi, cứ thong thả đã. Bỏ qua fanpage săn cốt anh em nhé. Bên fanpage đang có core đen mới mấy bạn bạn ra săn chưa, nếu chưa tôi đi săn anh em. Bên này thì đang có core đen fan cứng các bạn này, và fan cứng đợt 4 đến rồi. Thả tim và xem bài viết đang công khai, comment bình luận suy nghĩ của ấy. Bước 3 check gửi mã. Ô, nhanh dễ ăn thế à? Ô, các bạn tìm xe nhận luôn core đen fan cứng này. Tìm xe. Game rất hay. Bay ngay tôi triệu dưới anh em. Nghiền quá mà. Cập nhật phiên bản Android trên ấy anh em. Rồi, đã cập link tại trên Android rồi. Core đen tuần mới đấy anh em này, đầu tuần vui vẻ ba nhé. Ok các bạn, con đèn mới đây anh em. Hôm bữa thì mình không nhập được các bạn, hôm nay thì chắc chắn là phải nhập được. Chép nào. Rồi, về in-game các bạn. Hôm bữa thì tôi không nhập được anh em, nhưng hôm nay chắc chắn là nhập được. Để xem tối nay liệu có bùng nổ được không. Bùng nổ được không thì chắc là clip sau nhận quà thì mới báo anh em thôi. Clip này thì chúng ta sẽ cố gắng bung xả hết tầm thôi anh em. Trước đó thì tôi sẽ đi nhập cái code này vào đã. Đây rồi, đây rồi. Đây các bạn, rồi cũng được các bạn, thề tầm này sale mới có cái đấy là ngon rồi anh em. Rồi ok nha, nay thì chúng ta sẽ xem nào. Đầu tiên là mua Never Cup đi, 60 60 vé. Từ từ để tôi nhớ xem, tôi nhớ là mua gì. Lệnh chiến cấp 10 à. Kim cương, túi may mắn. Túi may mắn trị giá ở đâu vậy? Từ từ các bạn, tôi check check xem nào. Đâu ra mới ấy vậy? Ưu đãi. Qua nạp. Quyền phúc lợi qua cấp mua lệnh chiến à, phải mua lệnh chiến là không ngọn, phải mua lệnh chiến anh em. Đợi tôi xíu để tôi check lại xem là chỗ nào ta, tôi quên mất rồi à. Anh em đợi xíu nha. Ok bạn chưa biết đúng sai anh em, tới luôn đi, thằng nào cũng vậy được các bạn. Đâu rồi? Ừ. Bên này sao không thấy thông báo gì ta? À đây các bạn, đây đây rồi, đây rồi. Đây anh em. Đây anh em, nó tự động về luôn à. À đây đây các bạn, nó về đây luôn rồi anh em. Nó về luôn rồi các bạn. Rồi, ok luôn. Hai mảnh SP này, rồi. Xem nào. Khiêu chiến cho mới từ từ anh em để đấy. À đúng nó luôn rồi anh em. Cái kim cương này thì từ từ các bạn nhé. Tôi để dành cho anh em, kèo đến cao nó nhận.
65 vé. Mong rằng ra từng mới các bạn. Mong rằng ra từng mới anh em. Toàn từng trùng thế này. Từng mới ơi. Mong có ra SSR chứ sao nãy giờ không ra SSR nhỉ? Đây rồi anh em thêm tướng mới. Rồi ngon. Toàn tướng trùng đâu bạn. 82. Mới được 82, thêm một tướng. Không sao anh em tí vào mở mảnh SSR tính tiếp bạn. Tối nay đảm bảo không lên, không lên được thì không lấy tiền anh em. À đây. Tướng mới thì tuyệt vời. Không ra tướng mới các bạn, thề cay thật sự các bạn. Ai nào? Ui. Được của nó anh em. Thêm một tướng nữa à? Ủa? Tính ra phải từ 15 chứ sao lại tính tôi có 14 này. Có bị nối mà chờ tính ra là phải tính 15 chứ sao lại tính 14 ta. Ô ảo thế nhờ. Ảo thật sự các bạn. Hai. 3 4 5 thiếu 3 vé nữa à? Ok gọn 3 vé nữa thì 3 vé. 1 rồi ok đủ 3 rồi nhưng mà vẫn là bàn căng các bạn nhá, thề bàn căng sự anh em không vớt được một tướng nào ra hồn các bạn. À đây toàn tướng trùng bạn cho tướng mới thế nào, trời đất ơi đang nghèo lắm luôn cho xin tướng mới đi ạ. Không ra tướng mới anh em cay rồi. À đây Luffy tuyệt vời các bạn, ra tiếp Luffy anh em. Rồi thế lượm quả quà này rồi. Rồi ok. Sổ tay thêm cô lô. Từ túi đây anh em. Tùy chọn à. Thấy rất nhiều anh em chơi Son Goku SSG. Tôi thì cũng đang băn khoăn với có nên chơi không các bạn. Hiện tại thấy tương đấy cũng rất nhiều anh em chơi nha. Sẽ mắc tốt vào chơi không nào. Mắc tốt hiện tại 2m2 rồi. Không chơi anh em. Mắc tốt hiện tại không chơi. Cá nhân tôi thì tôi cũng không có ý định chơi cháu đấy anh em. Thật sự chia sẻ thẳng với các bạn là như vậy. Tôi cũng không có ý định chơi. Nhưng mà mấy cháu này mạnh không ta. Thêm mục tiêu có HP 100 bằng cũng sát thương. Sau khi đánh thường nhận được một tầng gây bạo kích nhận 2 tầng cộng dồn. Rồi ok xem nào mình hiện tại bao nhiêu, sẽ 44 thấy giờ một đống nha, sẽ 44 chưa cập nhật à, đùa anh em chưa cập nhật chứ nói sẽ 44 được. Tôi đang tính lấy tướng này các bạn này. Tướng này về bảo ngon lắm. Mà nó đi thêm cùng hai cháu kia luôn. Hay tập trung dồn tướng ra. Đằng nào phải mở thêm tướng mới các bạn. Để thêm tướng mới để thêm sưu tập. Ok
Ok bạn chơi đi, tới anh em lấy luôn đội hình này đi. Rồi tính sau bạn lấy luôn đội hình đi, tính sau anh em. Rồi. Dạ quá trời tướng luôn các bạn. Trước mắt thì chúng ta phải chấn chỉnh lại đội hình đã nào. Phân tách. Ồ mém đủ rồi. Tướng nào không chơi anh em vứt luôn đi. Rồi lại được K2 rồi anh em. K2 rồi. Quá trời là tướng các bạn. Chưa biết đang đổi thêm cháu nào để về đổi thêm mà nâng thêm anh em. Thổi ai ra đây? Uchiha Itachi. Rồi ok, chúng ta sẽ đi trùng sinh. Rồi, xác nhận. Tiếp theo là kéo hai tướng lên xuống các bạn. Hai tướng này xuống các bạn nhá. Thấy Kakashi là một này. Cháu này là hai các bạn. Rồi ok. Rồi anh em đợi xíu nha, tôi đi đội hình trong tôi quay bạn coi. Ok các bạn. Nói chung thì cũng bàn căng anh em. Ok các bạn, nói chung thì cũng rất là bàn căng các bạn. Ok. Chiến là phải tới anh em, tới là phải chiến. Rồi. Ok các bạn. 47 đến đầu 49 này. Mong rằng ra thêm một tướng mới anh em. Khó thế nhỉ? Tướng mới khó quá các bạn. Thử xem là chọn set xem nào. Công HP. Công HP. Công HP đều. Công HP đều ok bạn, vẫn là này bộ anh ngon hơn. Vấn đề này hiện tại chúng ta vẫn thua này thì bằng nhau anh em. Cay nhỉ. Mình đã lên 49 sau mới đau các bạn. Bỏ tài nguyên đi săn này thì tiếc thật sự các bạn. Giờ chuyển ra thêm một tướng mới rồi. Mừng rớt nước mắt luôn anh em. Nhưng mà giờ hơi khó các bạn. Tướng U giờ tôi ra cũng quá nhiều rồi. Gần như là full time rồi anh em. Đó, SP giờ vài cháu thôi. Nhưng mà ra được cũng hơi bị khó anh em. Ok, tiếp phát nữa nào. Một tượng Ura. Ok bạn, tướng mới này. Thêm tướng mới anh em. Son Goku SSG. Thêm một set tím nữa các bạn. Rồi ok. Thêm một set tím nữa các bạn. Rồi được rồi. Thôi thì đành vậy anh em, đến đâu đến là vậy. Ai, buồn thật sự các bạn, vẫn là buồn thật sự anh em.
cứ là buồn thật sự các bạn. Tiệm. Ok, nên cho bộ trang bị mới nào. Trùng sinh trang bị. Cường hóa trang bị. Đột phá anh em, ô đột phá gà ngon. Đột phá được mình tại nghe đau lắng nhỉ. Nó vẫn ổ chưa phát các bạn, đùa đâu, chịu chín anh em. Kích hoạt. Ok, để xem còn cháu nào kích hoạt được không nhé. Kích hoạt nốt luôn. Kích hoạt nốt anh em. Đây rồi, đây rồi. Cộng hưởng. Ok, gửi ra nào. Energy vô nào. Rồi. Vẫn cái cháu này các bạn hồi sinh thể lực. Rồi. Trông thì có vẻ ổn rồi đấy các bạn, thế nhưng mà buồn nhờ. Chúng ta lại chậm tay hơn một xíu anh em. Cũng là 49 nhưng mà đứng sau. Cày thế. Thôi. Tạm thời đành vậy anh em. Clip này kết thúc ở đây. Hẹn các bạn clip tiếp theo nhé. Giờ thì bye bye.